Em chào tất cả các bác, chào tất cả các anh chị, chào tất cả mọi người. Hôm nay em giới thiệu đến mọi người cái cây kiếm vàng Tây Ninh. Là một trong những cây kiếm mà cũng được rất là nhiều người yêu thích. Một trong những cây kiếm đột biến, hoa xanh vàng, lưỡi hồng. Cây này thì nó có tạng hoa khá là giống Phan Chí, nếu như nhìn một bông. Cây này thì cũng rất là nhiều người nhầm lẫn về cái cây này và cái cây Phan Chí. Do là cái giò này nó kiếm này nó lồng cồng và lá to quá nên em không cho vào trong phông được, nên là nhìn nó có thể hơi rối mắt. Chứ còn thực ra thì dạo trước thì em cũng thấy là việc cho lên phông thì nhìn nó cũng rõ hơn. Thì hôm nay em giới thiệu đến mọi người cái cây kiếm vàng Tây Ninh đang ra ba vòi hoa và nó có một vòi nụ nữa, là bốn vòi. Chỗ này thì nó khoảng tầm 15 thân anh chị ạ, khoảng 15 thân. Thực ra thì em cũng nói là ở vườn nhà em ấy thì nó rất là nhiều nắng, thế nên là cái việc nó ra hoa nó khá là dễ. Khi anh chị mua cây hoặc là muốn cái cây của mình nó nở hoa á, thì điều kiện đó chính là cái cây của chúng ta là phải chăm ở chế độ nhiều nắng, có nghĩa ánh sáng nhiều á, chứ không phải nắng trực tiếp 100% anh chị nhá. Chúng ta là cùng chăm ở dưới cái điều kiện đó chính là nhiều nắng, có nghĩa là ánh sáng nhiều á, chúng ta chỉ sử dụng cái lưới khoảng tầm độ 60-70% cho các loại kiếm này thôi. Bởi vì kiếm này nó chịu nắng cũng khá là tốt, nhưng mà đừng nắng quá thì nó hay bị cháy. Thực ra những cái cây nào mà anh chị mà để nhiều ánh sáng á, thì nó sẽ dễ ra hoa hơn. Còn cái nào mà để ít ánh sáng thì nó sẽ khó hoa. Cái cây kiếm vàng Tây Ninh này được cái là nó cũng rất là dễ nhận diện. Anh chị có thể nhìn nhận bông hoa của nó, cũng như là nhìn những cái như là đặc trưng của thân lá, nó cũng như kiểu kiếm Phan Chí hay kiếm Huế á, mình cũng có thể nhìn tương đối được. Nhưng cái đó chính là nó phải thân tương đối đạt nhá anh chị ạ. Còn thân bé quá mà anh chị mà muốn nhìn nó có bảo là có đúng hay không thì rất là khó. Kể cả Phan Chí hay là Tây Ninh hay là Huế, những cái cây kiếm dễ nhìn nhận á, thì có nghĩa là phải nuôi trong một cái điều kiện tương đối tốt và thân củ khá to thì chúng ta mới nhìn nhận được. Cái cây vàng Tây Ninh này cũng thế. Thì đây là tổng thể của cái cần hoa vàng Tây Ninh. Thì em muốn mọi người cùng biết đến á, cái cây người ta đánh giá, tại sao mà người ta đánh giá cái cây vàng Tây Ninh người ta lại rẻ như thế. Và cùng với cả những cái tại sao mà giá thành nó kém hơn so với cái cây khác đó, thì em nói luôn đây mọi người nhìn nào. Mọi người nhìn tổng thể cả cái cần hoa này. Nó cũng nhiều bông chứ đúng không ạ? Nó được 3 bông hoa nhưng mà nó có một bông tàn rồi, hai bông kia là gần tàn hết rồi. Chỉ có một cái bông trước mặt em đang quay đây là nó được hơn 10 bông, được 13 bông. 13 bông anh chị ạ. 13 bông và nó dài khoảng tầm độ 50 đến 60 cm là cần hoa. Nó rất là ít bông, nó không khác gì một số những cái cây kiếm Thái là nó thưa như này. Thế nên là cây Phan Chí nó đắt hơn nhiều là như vậy. Cây Phan Chí thân lá đẹp hơn, thứ hai là chi hoa dày hơn và cần hoa nó dài như này thì nó phải mấy chục bông. Đấy, phải tầm 30 bông gì đó. Đấy là cây Phan Chí. Còn cây Tây Ninh này thì thực ra thì em thấy là cứ nuôi bụi to này nó cũng dễ hoa thôi, chứ nó không hẳn là quá khó anh chị ạ. Quan trọng anh chị cứ chăm tốt nhá. Chăm tốt và nuôi nhiều ánh sáng một chút thì là cây nó sẽ dễ hoa. Và khi có hoa được rồi thì nó đơn giản lắm. Đấy, thì tại sao mà những cái cây này nhà em á nó cứ phải nở hoa này, thì em sẽ quay video để cho các anh chị cùng biết đến là cái bông hoa của nó. Chứ nếu như mà cứ chụp một bông mà cứ chụp những cái bông mà kiểu mới nở á, ví dụ như cái bông này này thì là nó nở lâu rồi nhá, em cũng nói làm gì. Ví dụ như những cái bông mới nở, những cái bông này hạn này, chụp những cái bông như này nó khum khum thì rất là tròn. Ai thế thôi. Thế nên là nhìn một cái bông thì nó rất là tròn, thực ra đã nở đâu nó khum khum này. Anh chị hiểu không ạ? Thì khi mà nó cây vàng Tây Ninh này nó đây nó thường nó hơi khum khum này. Đấy. Nhưng cây này là cánh khi nó quăn rồi anh chị ạ. Còn khi mà nó chưa quăn á thì cánh sẽ bầu to hơn. Ngày trước á mọi người hay nhầm cái cây này với cái cây kiếm Phan Chí ấy, bởi vì là nó đều là lưỡi hồng và cánh rất là bầu. Cánh bầu tròn và môi hoa nó màu hồng. Đấy, thế nên là khi mà mới nở hoặc nở ói á, nó như kiểu là phi điệp á. Phi điệp khi mà anh chị mà nở kích á, thì hoa nó chỉ nhìn ra à, ví dụ bông này là bông hồng thôi, bông này là bông trắng, bông này năm cái trắng nọ năm cái trắng kia, nhưng mà nó không chuẩn khuôn á, chuẩn khuôn hoa với chi hoa á. Thế nên là cái việc mà mình mua mà nó cứ ít bông á, hoặc cái bông mới nở ói á, ví dụ như cây Tây Ninh này mà nở ói nó chỉ có rụt á, kiểu dạng rụt á, thì có nghĩa là vàng lưỡi hồng là chuẩn rồi. Thì nhiều khi anh chị mà mua Phan Chí mà dính cái kiểu mầm đấy là cũng rất rất là cần phải cân nhắc anh chị nhá.
Đấy, bởi vì nó mà nở rụt 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 thế là nó cũng vàng lưỡi hồng này, là mọi người là không nhận ra được là Chí hay là Tây Ninh đâu, hay là Củ Chi cũng vậy anh chị ạ. Bởi vì khi mà mình, thứ nhất là cái mặt mình chỉ biết nhìn mặt hoa để mình đoán cây á, thì mình chưa nhìn được thân lá. Ví dụ như em thì em nhìn được thân lá rồi, nhưng các bác mà chưa nhìn được thân lá thì nhiều khi là cũng rất là dễ bị nhầm. Đấy, thế nên là cái cây Tây Ninh này rất là nhiều mà người mà mua cây Phan Chí ra cái Tây Ninh này, nên là mọi người cần lưu ý nhá. Lưu ý về cái cần hoa nó. Tây Ninh vàng, đây là cây vàng Tây Ninh, cần hoa rất là thưa. Và nó chỉ được tầm hơn 10 bông thôi anh chị nhá. Hơn 10 bông cái cây vàng Tây Ninh này. Như cái cây trước em đang quay đây thì là 13 bông anh chị nhá. Cái cần bên cạnh của nó chỉ rơi tầm hơn chục bông thôi. Cần hoa dài khoảng tầm độ 50 cm. Nó có thể ngắn hơn, có thể dài hơn anh chị nhá. Đấy, thì là cái cây hoa của cái vàng Tây Ninh. Thì video nào thế em vẫn nói về thân lá cũng như là một số những cái đặc trưng cơ bản của cái cây lan kiếm để mọi người có thể cùng nhận biết được. Vì cái bụi này nó to lắm. Diện tích của nó chắc là hơn mét gì đấy. Nó lòi xòe anh chị ạ. Thì em sẽ nói này, cái thân của cây vàng Tây Ninh á, nó mỏng. Lá này rất là mỏng này, và nó không có cái gờ. Gờ như Phan Chí mấy. Đấy. Lá Phan Chí thì nó dày hơn. Anh chị có thể xem thêm về cái cây Phan Chí trên kênh Thiên Đàng Ngàn Hoa nhé. Đấy là cái nhất. Cái thứ hai là cái độ khuyết lá này, độ dày mỏng lá nhá. Thì lá Phan Chí rất là dày, nó không mỏng ngay đâu. Cái này nó mỏng tanh à. Nó mỏng chỉ tầm độ 0,2 mm thôi. Đấy. À đâu, nó 2 mm. Em xin lỗi các bác, 2 mm. Cái độ khuyết của lá này nhá, thì nó không nói lên điều gì cả. Độ khuyết này của lá, có những cây Phan Chí á, nó chỉ là hơi khuyết tí này thôi. Khuyết vuông này thôi anh chị nhá. Đây, như cây này nó khuyết chéo này. Mọi người có bảo khuyết chéo này là Phan Chí nhưng không phải thế. Cây Tây Ninh hay cây Phan Chí hay bất kể cây kiếm gì hay những cây phi điệp, cái độ khuyết của lá không nói lên điều gì. Bởi vì mỗi cây nó có một độ khuyết khác nhau, và mỗi cái lá nó có một độ khuyết khác nhau đây anh chị nhá. Cái độ khuyết của lá này nó không nói lên được nhiều. Nó không nói lên được nhiều đâu ạ. Đây này anh chị nhìn đến cái khuyết này. Đấy, đây nhá. Cái khuyết này là 2 này. Đấy, khuyết này là 2. Đấy, hay cái khuyết này là mọi người, nhiều người cứ bảo là cái khuyết lớn như thế này là khuyết Phan Chí, giống Phan Chí khuyết chéo này. Có cái cây nó chéo hẳn xuống ở đây này. Cây Tây Ninh á, thì nó tùy từng cây anh chị nhá. Cái việc độ khuyết của nó là không quan trọng. Em thì không quan trọng, thế nên là có nhiều cây phi điệp người ta cứ bảo là nhìn nhận cái độ khuyết này thì đoán là cây có đúng hay không, thì em không đánh giá cao về cái độ khuyết này. Từ những cây phi điệp đến những cây lan kiếm hay những cây địa lan, nó phụ thuộc vào cực kỳ nhiều yếu tố, chứ không phải chỉ mỗi cái yếu tố khuyết này hay không, hay là cái độ vặn lá đâu. Nó có nhiều yếu tố để chúng ta cần phải nhìn nhận. Thứ hai đó chính là cái cây vàng Tân Ninh á, anh chị nhìn những cái thân già của nó, đa phần là nó có sọc này. Ở cuối lá, những cái lá già này nó có sọc này. Anh nhìn thấy không? Sọc trắng này. Đấy, sọc trắng. Những cái lá già anh chị nhá, những cái lá non nó cũng có nhưng ít hơn. Đây anh chị nhìn cái lá này nó sọc này. Đấy, nó có sọc này, sọc trắng. Đấy, hay những cái lá này. Anh chị nhìn này. Đấy, nó có sọc trắng này. Đấy là những cái lá già, lá non nó có nhưng trường hợp ít hơn anh chị nhá. Những cái sọc này á, những cái sọc này và những cái như độ khuyết á, thì nó phụ thuộc vào ánh sáng trồng anh chị nhá. Nuôi mát thường là không có đâu. Những cái sọc này thường là phải nuôi đủ nắng anh chị ạ. Đủ nắng thì nó mới không sọc. À, đủ nắng nó mới có sọc, em xin lỗi. Còn không nắng, ít nắng là nó không có sọc đâu. Ít nắng là không có sọc anh chị ạ. Ít nắng lá nó mát và lá nó dày, nó xanh. Nó như Phan Chí mà. Đấy, nuôi tốt nữa thì nó dày như Phan Chí luôn. Trông nó đẹp, nó giống Phan Chí. Đấy là một trong những cái yếu tố cần thiết. À, còn cái độ lá ngắn lá dài anh chị ạ. Lá dài của nó dài tối đa khoảng 1 mét. Khoảng 80 đến 1 mét, nhưng mà thực ra thì cái việc lá dài là ngắn thì cứ càng dài thì là do nó nuôi mát. Và càng nắng thì nuôi, càng nắng và nhiều phân thì nó sẽ ngắn và dày. Và ít nắng và cho ăn kém thì lá nó sẽ dài anh chị nhá. Cây của em nó cũng dạng bình bình, dạng trung bình, chứ nó không phải là dạng to đẹp gì cả. Nó bình bình, lá nó vừa dài vừa to, nhìn chung nó lộ cộ. Lá của nó dài khoảng tầm 50 đến 80, tối đa là xem như vậy. Có những cái lá khoảng tầm 1 mét, lá to khoảng từ 3 đến 4 cm anh chị nhá. Có thể là to hơn 4 cm, có thể là 5 cm cũng có. Đấy là cái phụ thuộc vào cách chăm, cách trồng của từng người và cách chăm sóc. Thân củ của nó cũng rất là mỏng thôi anh chị ạ, thân củ cũng mỏng. Đây, cái này vẫn còn nụ trong rồi. Đấy, thân củ rất là mỏng. Thân củ nó mỏng. Cái này nhìn thân củ không biết được, chỉ nhìn lá thôi. Nhìn lá, dáng lá và cái độ sọc của nó là em đánh giá như vậy. Độ sọc này, độ sọc trắng này, độ sọc lá, sọc trắng này. Những nhà nào mà nuôi mát á, nuôi mát người ta cho nhiều phân ấy, thì nó xanh nó dày, không có. Đây, như cái này lá non này nó không có mấy anh chị ạ. Lá non này nó không có sọc mấy đâu.
đấy, gần như nhìn rất là xanh, thế nên là anh chị phải lưu ý về cái việc đó là phan chí, sợ nhầm sang phan chí anh chị nhé, rất là sợ nhầm, lá này dày xanh này, đấy, lá non nó anh chị nhé, thế nên là phải lá dài cơ. Tiếp theo là cái bông hoa của nó, thì cái bông hoa của nó thì đấy em cũng nói với mọi người là không nên mua những cái cây mà người ta mới nở có một bông hoặc nở ói ấy, là mình không mua, cứ phải những cái nhà mà người ta nở những cái chùm hoa như này. Thực ra em thấy thì nó cũng không không quá là khó, khi mà nhà có những cái chậu to này, chậu tầm độ 5-7 thân, 10 thân trở lên là đều có thể nở được anh chị ạ. Thì đây là cái cây vàng Tây Ninh, nó rất là thưa bông, vai của nó là vai xuôi anh chị nhá, vai nó vai xuôi đây này, hai cánh này gọi hai cánh vai này, địa lan hay phi điệp đều thế, đều gọi hai cánh hoa, ba cánh đài ngoài á thì nó có hai cánh dưới này là hai cánh vai, gọi là cánh vai, vai ngang thì nó vai ngang như kiểu là cái cây vàng tuyên quang ấy, trắng tuyên quang, hoặc là cái cây lạc sơn, hoặc là cây yên tử á, cái cây vàng vai ngang á. Đấy thì anh chị có thể xem thêm trên kênh Thiên Đàng Ngàn Hoa, nó cũng đều có tất cả những cái cây đấy, em cũng đều nói kể cái địa lan thế, cây nào cây vai ngang, vai xuôi, vai bay hay như nào đó. Cái vàng Tây Ninh này thì nó không nở được căng phẳng cánh ra đâu anh chị nhá, cây nào cũng thế, để kể cả những cái bông như bên này cũng thế này, bông như bên này nó có bông nó gần tàn rồi thì nó cũng khum khum thôi, nó không được phẳng cánh anh chị ạ, nó khum khum này, đấy khum khum anh chị ạ. Đương nhiên là khi mà nó nở căng như này á thì mình như các anh chị chơi các anh chị biết được, chứ còn gặp mà mấy anh mà cứ chơi kiểu là vừa chơi vừa chơi mỗi hình ảnh chụp ảnh á, thì thường ví dụ như cái bông, những ba cái bông đầu tiên này luôn là những cái bông cánh to và tròn nhất, thì khi mà mới hé ra nó rất là tròn, thì anh chị mua thì cứ tưởng là nó tròn nhưng thực ra không phải thế, nó chỉ như này thôi đấy, bởi vì khi mình nở ra mình mới ngắm, là chứ không phải là mình chỉ ngắm một khe hé xong mình chụp mình cắt bỏ đâu, đúng không ạ? Mình ngắm là mình ngắm tổng thể cả cây, khi mà mình trồng được những cái chậu kiếm khoảng tầm 10 thân nó ra hoa như này cũng rất là đẹp, đúng không ạ? Thì anh chị có thể xem thêm một số những cái video cũng như là một số cái cây khác em đăng trên kênh YouTube Thiên Đàng Ngàn Hoa anh chị nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi, hẹn gặp lại tất cả các anh chị các bác vào những video sau, xin cảm ơn.